Võ thần chúa Tể Thuyết Minh tập 767 761. Nhanh, quá nhanh, cái kia màu đen bóng người vừa xuất hiện, liền hung hăng một roi quất vào Lăng Quân trên thân, Lăng Quân thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người liền đã bị quất nổ tung tới, mà ở Lăng Quân nổ lên trong nháy mắt, một khối xưa cũ mai rùa thứ đồ thông thường hiện lên giữa không trung, tản mát ra một cổ yêu dị cổ quái khí tức, Lăng Quân nổ tung nửa người. Vậy mà trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ đứng lên, sau đó phốc phun ra một mụn máu tươi, thân thể bay ngược ra mấy chục mét, ngươi rốt cuộc là ai? Lăng quân toàn thân tiên huyết, khiếp sợ nhìn xem đỉnh đầu khô lâu đà chủ, người này người mặc một thân áo bào đen, khuôn mặt giấu ở mặt nạ trong bóng tối, nhưng mơ hồ nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn đến mặt mũi mười phần tiều tụy. Giống như là ác quỷ, tầng trần bên cạnh lại có một cái như vậy cường giả, hắn rốt cuộc là lúc nào tiến vào, hơn nữa cái kia màu đen đại đỉnh, rốt cuộc là bảo vật gì, lăng quân nội tâm tràn đầy sợ hãi, xem như đang các cao thủ, hắn xem như một mực đi theo Tần trần đi chung với nhau, căn bản không gặp qua cái này đấu bồng màu đen người, nhưng bây giờ, người này nhưng từ chiếc đỉnh lớn màu đen bên trong sông ra. Cái này khiến lăng quân làm sao không kinh, chẳng lẽ người này là Tần trần từ ngoại giới mang vào cao thủ, thế nhưng là cổ lo lắng giới, hết sức kỳ lạ, ẩn chứa kinh người không gian pháp tắc bất luận kẻ nào liền linh sủng đều không thể mang vào tần trần là thế nào đem một cái người sống sờ sờ mang vào huống chi nhân loại cường giả cũng không giống như linh sủng một dạng là căn bản không cách nào tại linh sủng túi không gian như vậy trong vật phẩm sinh tồn như vậy cái này chiếc đỉnh lớn màu đen lại là đồ vật gì như thế nào lại ở nơi này chiếc đỉnh lớn màu đen bên trong bình yên vô sự trong lúc nhất thời lăng quân trong lòng tràn đầy nghi hoặc chỉ cảm thấy chính mình giống như phát hiện cái nào đó kinh thiên bí mật À, Ngươi vậy mà không chết. Một bên khác, khô lâu đà chủ cũng kinh ngạc, tu vi của hắn đã khôi phục được tương đương với nhân loại cường giả bát giai trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Dựa theo đạo lý, một roi phía dưới đủ để đem lăng quân bực này bát giai sơ kỳ tộc cùng võ hoàng rút bạo, có thế sự thực là đối phương ngoại trừ bị thương điểm, vậy mà không có việc gì, khó trách chủ nhân ngay từ đầu không để cho mình ra tay. Cái này vũ vực cường giả, quả nhiên thật sự có tài thủ đoạn bảo mệnh thật đúng là nhiều, đơn giản thuộc rùa đen, khô lâu đà chủ không nói nhảm, lại lần nữa một roi rút xuống, bởi vì tần trần đã phân phó, một khi hắn sau khi xuất hiện, nhất định phải trước tiên đem đối phương chém giết, quyết không thể cho đối phương cơ hội thở dốc chút nào, màu trắng cốt roi xoay tròn. Giống như xiền xích đồng dạng, đem lăng quân bao bọc tại trung ương, cốt roi bốn phía, hư không không ngừng bị bóp méo, giống như bị vặn vẹo bọc xà phòng đồng dạng, có thế khô lâu đà chủ nhanh, cái kia lăng quân càng nhanh, tại khô lâu đà chủ xuất thủ trong nháy mắt, lăng quân trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một trương phù văn, phù văn tràn ngập ra một đạo khí tức quỷ dị. Cả người liền muốn dung nhập hư không, biến mất ở ở đây, khô lâu đà chủ, ngăn lại hắn. Tần trần quát lạnh, đồng thời mình cũng giết đi lên, khô lâu đà chủ căn bản không cần tần trần phân phó, khoát tay, huyết sắc chiến kích đã xuất hiện ở hắn trong tay kia, một kích vung vẫy mà ra, huyết màu đen ma khí thoáng chốc tràn ngập ra, đem lăng quân bao phủ ở trong đó, muốn đi. Hỏi qua bản tọa sao? Cô lâu đà chủ giữ tận quát chói tai, huyết hắc sắc ma khí cách trở phía dưới, lăng quân nguyên bản hư vô thân thể, cùng hư không liên hệ, lại có chút nhược hóa lên, đáng giận, đã các ngươi nhất định phải chết, quyển kia hoàng liền thành toàn các ngươi. Lăng quân trên mặt mang một tia không cam lòng, thần sắc có chút cuồng loạn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng cắn răng, tay phải chống đỡ tại mi tâm, một cổ lực lượng vô danh từ trong thân thể của hắn bay lên, đồng thời thân thể của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc xuống, tinh huyết trong cơ thể trong nháy mắt bị tiêu hao hết rất nhiều, trong chốc lát, lăng quân trong mi tâm tràn ra một cổ chấn nhiếp thiên địa khí tức khủng bố, đỉnh đầu của hắn. Một đạo uy hiếp thiên địa hình người hư ảnh hiện lên, hư ảnh đưa tay, một đạo màu trắng đế quang, từ trong lăng quân trong mi tâm bạo trảm mà ra, chính thiên vũ đế ý niệm khí tức. Tần trần con ngươi co rụt lại, tê cả da đầu, hắn sợ nhất chính là chỗ này một điểm, giống như ban đầu ở thiên long trại, chấp pháp điện xích luyện tiên tử trên thân thì có cơ hồng trần trồng xuống cường giả thần niệm. Loại này thần niệm, tương đương với ở người khác trên thân gieo một đạo ý niệm, một khi đối phương có nguy hiểm tính mạng, liền sẽ kích hoạt đi ra, bất quá cổ lo lắng giới lại có chút đặc thù, đây là một cái không gian độc lập chi địa, cho dù là chính thiên vũ đế cường giả cũng không cách nào đem ý niệm truyền thâu vào cổ lo lắng giới, tự mình buông xuống, nhưng kể cả như thế. Cái này một tia lưu lại võ giả trong cơ thể ý niệm khí tức, cũng ẩn chứa chính thiên vũ đế chi uy, cũng có thể tại lấy dưới sự khống chế, tại thời khắc mấu chốt bột phát ra một cổ lực lượng kinh người, mặc dù cái này ti sức mạnh, không có ý chí buông xuống, kích hoạt khả năng ra ngoài chỉ có chân chính chính thiên vũ đế ra tay uy lực một phần trăm không đến, có thế chính thiên vũ đế chính là chính thiên vũ đế cho dù là một phần trăm cũng không thể coi thường quanh quả nhiên đạo bạch quan này một khi chém ra thiên địa lập tức biến sắc bạch quan bạo dũng không thể địch nổi trong nháy mắt liền vỡ ra khô lâu đà chủ thi triển ra huyết màu đen màn trời đồng thời bạch quan thế đi không giảm phù một tiếng trảm tại khô lâu đà chủ trên thân phốc khô lâu đà chủ toàn thân nổ tung tiên huyết bay ngược ra ngoài không rõ sống chết mà bạch quan kia chi lực cũng nhanh chóng trừ khử không thấy hừ nếu muốn giết bản hoàng quá ngây thơ rồi lăng quân thở dài một hơi có thế trong tay không gian phù văn kích hoạt lại không có dừng lại mặc dù thần bí kia người áo choàng chết có thế tần trần vẫn còn sống sót khi trước giao thủ đã để lăng quân đối với tần trần sinh ra một tia sợ hãi hiện tại hắn bản thân bị trọng thương một thân tu vi mười không còn ba căn bản không dũng khí và tần trần tiếp tục chiến đấu xuống, tiểu tử, ngươi trăm phương ngàn kế, gia nhập vào ta đang cát, lại có khác thủ đoạn, ác hẳn tâm hoài quỷ thai, chuyện này, sẽ không cứ như vậy kết thúc, ngươi chờ, bản hoàng nhất định lấy ngươi đầu người trên cổ. Không gian chi quan bao phủ. Lăng quân trong nháy mắt biến mất ở hư không, truyền đến cừu hận thanh âm, nhưng lại tại lăng quân biến mất trong nháy mắt, ầm 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 giữa thiên địa đột nhiên nổi lên từng đạo trận kỳ, những thứ này trận kỳ nối liền cùng một chỗ, lập tức hóa thành một mảnh đại trận, trận quan thiểm nhấp nháy ở giữa, một cổ kinh người không gian lực lượng vét sạch ra ngoài. Phốc 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 phốc, trận quan phạm vi bao phủ bên trong, bốn phía lập tức xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt không gian, thổi phù một tiếng, một chỗ hư không nổ tung, lúc trước biến bất lăng quân lập tức từ trong hư không rơi xuống đi ra, toàn thân máu me đầm đìa, làm sao lại, Lăng quân hoảng sợ nhìn xem bốn phía, không gian phù lục bị kích hoạt lên, có thế chính mình vậy mà không có đào tẩu. Đáng giận, đau chết bản tọa. Mà lúc này, lúc trước bị chém giết người áo choàng cũng lão đảo đứng lên, trên thân áo choàng đã sớm lúc trước một kích kia phía dưới bị xé nứt, ngực bị bạch quan chém trúng, trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, xuyên qua toàn bộ lồng ngực, vết thương quá lớn, thậm chí có thể thấy được bên trong nội tạng, mà lệnh lăng quân khiếp sợ là, người đội đấu bồng này lộ ra ngoài xương cốt, vậy mà hiện lên ám kim chi sắc, phát ra tăng quân mở to hai mắt nhìn, lúc trước tiên tổ ở trong cơ thể hắn lưu lại cái kia một đạo ý chí, nhất kích phía dưới, đủ để đem một cái bát giai hậu kỳ võ hoàng chém giết, nhưng bây giờ, người đội đấu bồng này khí tức rõ ràng không đến bát giai trung kỳ đỉnh phong, nhưng lại không có việc gì, hơn nửa ngực bị trực tiếp chém trúng, xương cốt vậy mà đều không có vỡ mở. Người nọ là làm bằng sắt sao? Không, Liền xem như huyền thiết chế tạo, cũng cần phải trực tiếp nổ lên, đáng chết, bản tọa thật vất vả mới ngưng luyện thân thể, thế mà bị ngươi một chiêu phá hủy một nửa, ngươi bồi ta. Cô lâu đà chủ nổi giận gầm lên một tiếng, phút chốc vọt lên, dừng tay, ta có lời muốn cùng các ngươi nói, đối với các ngươi khẳng định có chỗ tốt. Ta biết một cái di tích thần bí, liền tại đây cổ ngu giới bên trong, miệng ý giao cho các ngươi, lăng quân lập tức trống to, hắn toàn thân tiên huyết trên thân đã nhìn không ra một chỗ hoàn hảo địa phương, người đội đấu bồng kia dưới sự phẫn nộ, mình nhất định sẽ bị chém giết, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể bị đặt ra một cái như vậy lý do, tới làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Tham lam phía dưới không đi giết hắn, mà hắn, có thể âm thầm đưa tin, nhường lăng xa nam trưởng lão tới cứu mình, nhưng là khi hắn muốn đưa tin xuất thủ thời điểm, liền thấy người áo tràn căn bản không có bất luận cái gì dừng tay, một kích lăng không đánh xuống, Lăng quân ánh mắt bên trong thoáng qua một tia tuyệt vọng, hoảng sợ muốn tránh thoát, nhưng hắn chỉ là tránh đi nửa tất mà thôi. Huyết sắc kia chiến kích liền bổ xuống, phốc, huyết quang văng khắp nơi, lăng quân cơ thể bị huyết sắc chiến kích bổ ra, trở thành từng đạo sương máu, chính mình vậy mà lại chết ở chỗ này, chết ở cái kia tầng trần trong tay, trước khi chết, lăng quân một trận không cam tâm cùng hối hận, nếu như nhân sinh có quay đầu cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn nữa theo dõi tầng trần đến đây. Đáng tiếc, nhân sinh cho tới bây giờ liền không có thuốc hối hận có thể ăn, thẳng đến lúc này, Tần Trần mới thật dài thở một hơi, nhìn xem nổ bể ra Lăng Quân thi thể, suy nghĩ mới vừa hảo một hồi ác chiến, hắn mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là không nghĩ tới thế mà lại chiến đấu thành bộ dạng này, suy nghĩ một chút cũng phải, Lăng Quân không là người bình thường. Liền xem như tại đang các chư đa thiên tài cùng trong cường giả, cũng thuộc về đứng đầu một nhóm một trong, vì thế chính là chính mình chuẩn bị kịp thời, không cho Lăng Quân bất luận cái gì tin tức truyền ra thậm chí chạy trốn ra ngoài cơ hội, bằng không mà nói, còn rất phiền toái, vẫn là mình tu vi không đủ a, à, Tần Trần thở dài, nếu như mình bây giờ không phải là nửa bước võ hoàng, mà là võ hoàng cường giả, dù chỉ là võ hoàng sơ kỳ, lúc trước cũng sẽ nhẹ nhõm nhiều, sao lại hao phí lớn như vậy công phu, mới đưa đối phương chém giết, chủ nhân. Lúc này Khô Lâu đà chủ đi tới Tần Trần bên cạnh, hắn bộ dáng mười phần thê thảm, trên thân huyết nhục nổ tung, nhưng mà xương cốt lại hoàn hảo không chút tổn hại, tội nghiệp nhìn xem Tần Trần, ngươi xem thuộc hạ bộ dạng này. Bản thân bị trọng thương, có phải hay không? Hắn mắt nhìn Tần Trần, lại nhìn mắt lăng quân nổ lên thi thể, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, Tần Trần trợn nhìn Khô Lâu Đà chủ một mắt, đạo: "Ngươi đi đi." "Đa tạ chủ nhân." Khô Lâu Đà chủ đại hỉ, hô trong thân thể của hắn phóng xuất ra một cổ kinh khủng thôn vệ chi lực, nguyên bản bạo vì huyết vụ lăng quân trong nháy mắt bị khô lâu đà chủ hấp thu vào thân thể bên trong. Bộ ngực hắn bắn nổ chỗ, nhanh chóng tạo thành, khôi phục nguyên dạng, thoải mái, thật là thoải mái, kiệt kiệt kiệt, quả nhiên là vũ vực võ hoàng, đại bổ A, rất thư thái, như thế dư thừa năng lượng, so với lúc trước cái gì hút phong kiếm hoàng, mạnh không chỉ gấp mấy lần, kiệt kiệt kiệt, quả nhiên lợi hại khô lâu đà chủ thoải mái trên rỉ cả người trở nên càng thêm bảo mãn nếu như nói trước kia khô lâu đà chủ còn cần áo choàng tới che đậy chính mình rất sợ phát hiện khác thường lời nói như vậy hiện tại khô lâu đà chủ cho dù là cứ như vậy đi vào trong đám người cũng sẽ không bị nhìn đi ra bất kỳ manh mối tần trần ở một bên nhìn xem trong lòng hơi hơi chấn kinh cái này dị ma tộc thật là đáng sợ thông vệ nhân loại tinh huyết sau đó chẳng những có thể khôi phục tu vi cùng thực lực hơn nữa còn có thể để cho mình ngụy trang càng giống nhân loại người bình thường cơ hồ rất khó phát giác so với những cái kia đoạt xá võ giả nhân loại dị tộc mà nói khô lâu đà chủ cái này càng thêm đáng sợ bởi vì bọn họ cơ thể bản chất kỳ thật vẫn là dị ma tộc cơ thể giống như hấp thu ma chủ hài cốt khô lâu đà chủ bây giờ mới bắt giai trung kỳ đỉnh phong nhưng xương cốt mạnh thậm chí ngay cả chính thiên vũ đế nhất kích đều có thể chống được lại bình yên vô sự. Một khi tu vi của hắn đột phá võ đế cảnh giới phía sau sẽ có bao nhiêu mạnh, Tần Trần thậm chí không dám tưởng tượng, nhìn xem khô lâu đà chủ hấp thu tinh huyết, Tần Trần nhưng là đem trên mặt đất này lửa huyền luận cho nhặt lên. Lại đem lăng quân trữ vật giới chỉ thu vào, trong lòng cực kỳ hài lòng, ngày hôm đó lửa huyền luận là một kiện đồ tốt, mặc dù chỉ là hoàng cấp tột cùng bảo binh, nhưng này đồ vật uy lực lại không phải bình thường, loại kia kinh khủng trắng bệt tia sáng, chẳng những có thể bị bỏng võ giả nhục thân, càng có thể mê hoặc võ giả thần trí, phổ thông võ hoàng rất khó có thể chống cự. Khô đầu đà chủ đang hấp thu xong tinh huyết sau đó, lập tức lại trở về trấn ma trong đỉnh, mà tầng trần thì thu hồi mình ẩn nặc trận kỳ, đem bốn phía vết tích dọn dẹp sạch sẽ phía sau, cấp tốc biến mất ở ở đây, tại tầng trần đánh giết lăng quân thời điểm, cổ ngu giới chỗ sâu một nơi nào đó, phanh phanh phanh, một đám võ hoàng đang cùng vài đầu toàn thân huyết sắc nhưng bộ dáng cực kỳ quái dị dị thú chiến đấu cùng một chỗ, những thứ này dị thú cơ thể phòng ngự hết sức đáng sợ, hơn nửa 10 phần hung tàn, cho dù là bị số lượng vượt qua bọn chúng người loại võ giả vây công, nhưng lại một chút cũng không có vẻ sợ hãi, ngược lại là liên tiếp xông lên, có loại tình nguyện bỏ mình đều phải kéo địch nhân xuống nước cùng bạo. Bất quá, vây công những thứ này dị thú võ hoàng thực sự nhiều lắm, khoảng chừng hơn 10 người, nếu như tầng trần ở đây, liền có thể nhìn ra, Đám người này chính là đang cắt hơn 60 tên võ hoàng bên trong một đám, phốc phốc phốc, tại hơn 10 người liên thủ công kích đến, vài đầu dị thú nhao nhao nổ tung, chỉ để lại mấy khỏa huyết sắc tinh thạch, ha ha ha, thu hoạch rất tốt, lại lấy được mấy khỏa huyết tinh. Người đầu lĩnh cười to, nhấc tay một cái, mấy khỏa huyết sắc tinh thạch lập tức rơi vào trong tay của hắn, sa nam huynh, đều nói máu này tinh rất khó thu được, không nghĩ tới lần này chúng ta vận khí tốt như vậy mới đến không bao lâu, đã chiếm được tám khỏa đi. Không bao lâu nữa, chúng ta mấy cái chỉ sợ cũng có thế một người một khỏa. Nếu có thể ở nơi này của ngu giới mỗi người nhận được ba viên huyết tinh liền tốt, nghe đồn máu này tinh, mặc dù ẩn chứa 10 phần bạo ngược sức mạnh, nhưng một khi luyện hóa, lại có thể để cho chúng ta nhục thân phòng ngự trở nên mạnh mẽ không thiếu, tại ngoại giới thế nhưng là giá trị liên thành dị bảo. Ba viên huyết tinh Dựa theo điệu bộ này, chúng ta trong vòng nửa năm hẳn là có thể lấy được đều nói cái này của ngu giới có hai bảo không gian chi tinh cùng huyết tinh không gian chi tinh tạo thành mọi người đều biết chính là cái này của ngu giới không gian lực lượng quá mức nồng đậm tích lũy tháng ngày mà tạo thành nhưng này của quái huyết sắc dị thú lại là từ đâu tới mặc kệ nó có lẽ là cái này của ngu giới đặc hữu huyết thú a chẳng qua là chúng ta quá mức cô lậu quả văn chuyện thế này trên vạn năm tới không người làm cho tin tường, người ta cũng liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Trên mặt mọi ha ha. Lăng xa nam mỉm cười, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu A, chờ lại lấy được mấy khỏa huyết tinh, đại gia lại đến phân phối. Ân. Uhm. Đột nhiên, lăng xa nam sắc mặt hơi đổi một chút, phút chốc trắng bệt, xa nam huynh, ngươi thế nào? Đám người cảm thấy không thích hợp, liền hỏi, ta lăng gia lăng quân chết. Lăng xa nam rồng rã nhìn xem trữ vật giới chỉ bên trong bể tan tành sinh mệnh ngọc bài. Thần sắc lập tức trở nên vạn phần kinh sợ, cái gì? Lăng quân chết. Làm sao có thể? Lăng quân không phải là bị an trí ở hẻm núi, bảo hộ những thiên tài kia sao? Liền cổ ngu trong giới hạng bộ cũng không vào vào, làm sao lại chết? Chẳng lẽ là có người ở tiến công chúng ta đang cắt trụ sở? Đám người nhao nhao kinh hãi, không được, ta phải trở về xem, chư vị, ngay lập tức đem chuyện này bẩm báo họ tư đồ thật to lớn người. Ta đi trước một bước. Lăng xa nam sắc mặt tái xanh, lo lắng phía dưới, thân hình thoát một cái, đột nhiên hóa thành lưu quan, biến mất ở ở đây, đi, nhanh chóng thông tri họ tư đồ thật to lớn người. Những người khác sắc mặt cũng lớn biến, lăng quân thế nhưng là trấn thủ tại đang các chỗ ở võ hoàng, hắn chết, chẳng phải là đại biểu đang các trụ sở xuất hiện ngoài ý muốn sưu sưu sưu, đám người này tại truyền lại ra tin tức sau đó, nhao nhao nhúng người nhảy lên, hướng về cổ ngu giới ngoại vây lao đi, đồng thời, sớm đã phân tán ra, ở vào những địa phương khác đang cắt võ hoàng khi biết tin tức sau đó, cũng từng cái mang theo kinh sợ, nhao nhao hồi viên, tần trần tự nhiên không biết mình giết lăng quân sau đó, sẽ náo ra lớn như vậy ba động tới. Hắn cũng không có trở về hẻm núi, chỉ có đồ ngốc mới có thể trở về hẻm núi, hắn lúc trước trong lúc giao thủ thụ một điểm vết thương nhẹ, nhất thiết phải tìm một chỗ chữa thương, nửa ngày phía sau, tầng trần ở một cái thông thường sơn cốc rơi xuống, ẩn nút tốt sau đó, lập tức bắt đầu chữa thương, bất diệt thánh thể cùng không gian lực lượng sức khôi phục kinh người. Lại thêm tầng trần thương căn bản vốn không trọng, sau một lát, tầng trần vết thương trên người, liền tốt thất thất bát bát, đem quần áo trên người cởi thiêu hủy phía sau, Tần Trần lần nữa đổi một bộ quần áo sạch sẽ, hơn nữa mang tới một mặt cổ, lúc này mới yên lòng lại, hắn bây giờ tu vi mới là nửa bước võ hoàng, dựa theo đạo lý là không thể tiến vào cổ ngu giới chỗ sâu. Nếu là trong lúc vô tình bị người thấy được khuôn mặt, khó tránh khỏi sẽ chọc tới một chút phiền toái, sau đó, Tần Trần bắt đầu kiểm tra lăng quân trữ vật giới chỉ, trữ vật giới chỉ cấm chế đối với Tần Trần tới nói căn bản cũng không có bất luận cái gì khó khăn, phá đi trữ vật giới chỉ cấm chế tầng trần đem trong giới chỉ đồ vật tất cả đều đổ vào những trữ vật của mình giờ mới hiểu được cái gì là chân chính giàu có phía trước tại hạ bốn vực giết chết hút phong kiếm hoàng mặc dù cũng nhận được không thiếu đồ tốt nhưng ngoại trừ cái kia năm viên uy lực kinh người kiếm xong bên ngoài khác cũng đều phổ thông đến cực điểm chân thạch cũng là trung phẩm chân thạch đang dược cấp bậc cao nhất cũng chỉ là đang dược thất phẩm hơn nữa còn là đang dược thất phẩm bên trong tương đối thông thường mặt hàng mà lăng quân giới chỉ, lại làm cho tần trần cũng không khỏi cảm thán không người nào tiền của phi nghĩa không phát, bên trong chỉ là bên trên phẩm chân thạch liền vượt qua 10 ức, mà hạ phẩm chân thạch một khỏa cũng không có, trung phẩm chân thạch cũng có 5 ức, đoán chừng cũng chỉ là tiền lẻ, đến rồi võ hoàng tu vi sau đó, trung phẩm chân thạch hiệu quả đã nhỏ rất nhiều. Đương nhiên giống phía dưới bốn vực võ hoàng, đã sẽ dùng trung phẩm chân thạch tu luyện, nhưng này lăng quân, rõ ràng không phải phía dưới bốn vực những cái kia võ hoàng nhóm có thể so sánh, ngoại trừ chân thạch bên ngoài, đan dược cũng đều là một chút bác phẩm hoàng cấp đan dược, thậm chí đều không phải là tám phẩm chân nguyên đan loại này phổ thông hoàng cấp đan dược, như thanh xối đan. Dung huyết đan loại này tương đối cao cấp bác phẩm hoàng cấp đan dược đều có, hơn nữa, bên trong có một chút đan dược, một khi tầng trần đột phá võ hoàng sau đó, đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn, không hổ là đang cắt đỉnh tim thế gia có đang dược quả nhiên không tầm thường. đoán chừng sau một chút thế lực khác bác giai hậu kỳ võ hoàng, đang dược đều cao cấp hơn. đương nhiên để cho tần trần vui vẻ vẫn là bên trong còn có rất nhiều bác giai hoàng cấp linh dược, khoảng chừng hơn 30 gốc, năm cũng không thấp. ngoại trừ ba lượng gốc bên ngoài, khác năm đều ở đây đã ngoài ngàn năm. những linh dược này tại tần trần xem ra, chính là một lò lò hoàng phẩm đang dược a, chỉ cần chờ hắn tu vi vừa đột phá võ hoàng liền có thể dễ dàng đem các loại linh dược luyện chế thành đan dược. Đến nỗi hôm đó lửa huyền luận, Tần Trần mặc dù không muốn làm thành mình chân bảo, nhưng này đồ vật uy lực thật sự rất lớn, hơn nữa rất đặc thù, hắn cũng sắp hắn luyện hóa, miễn cho đến lúc đó cần dùng đến. Đương nhiên, nếu như không phải gặp phải có nắm chắc tình huống, Tần Trần là sẽ không dễ dàng thi triển ra, không phải vậy, ai biết có bao nhiêu người nhận biết ngày hôm đó lửa huyền luận. Một khi thi triển đi ra, tất cả mọi người đều biết mình là giết chết lăng quân hung thủ trừ cái đó ra lăng quân trữ vật giới chỉ bên trong còn có không ít bát giai tài liệu tần trần cũng đều thu vào những tài liệu này hoàn toàn có thể luyện chế đến hắn trận kỳ bên trong đi đến lúc đó có thể phát huy ra được uy lực càng lớn lần này nếu không phải hắn kịp thời bố trí nạp khoảng không trận pháp liền xem như có thế chém giết lăng quân cũng sẽ bị hắn đem tin tức truyền đi cho nên trận kỳ đối với hiện tại tần trần mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu, đem trên thân trang trí cải biến lập tức sau đó, Tần Trần lại lần nữa bắt đầu lên đường, dựa theo trí nhớ của kiếp trước, Tần Trần ở đây tìm kiếm, thế nhưng là ba ngày sau, Tần Trần liền bó tay rồi. Bởi vì hắn phát hiện mình lạc đường, cổ ngu giới thật sự là quá bao la, kiếp trước hắn mặc dù đang ở đây sinh sống ba năm, nhưng là chỉ là tìm tòi một phần nhỏ chỗ mà thôi, lần này hắn là đi theo đang các nhân tiến vào, con đường cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt, Lập tức cũng có chút lạc đường, vậy phải làm sao bây giờ? Tần Trần buồn bực, kiếp trước cái chỗ kia. Đối với hắn đột phá võ hoàng tới nói, hoàn toàn chính xác 10 phần hoàng mỹ, nếu như hắn ở nơi đó tu luyện, tuyệt đối có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, nhưng nếu là tại cái khác chỗ, tiêu hao thời gian e rằng ít nhất phải gấp bội, đúng, thử xem cái này càng không tạo hóa ngọc điệp. Bỗng nhiên, Tần Trần nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên liền đem càng không tạo hóa ngọc điệp cầm trong tay. Ban đầu ở thiên ma bí cảnh thời điểm, cái này càng không tạo hóa ngọc điệp có thế nhanh chóng nhường hắn nhìn thấu thiên ma bí cảnh bên trong không gian bố trí, cái kia ở nơi này của ngu giới, có hiệu quả hay không, trong tay nắm càng không tạo hóa ngọc điệp, tần trần cảm giác dung nhập trong đó, ông, lập tức, tần trần cảm giác mình cơ thể giống như là sáp nhập vào hư không đồng dạng. Chung quanh tràn cảnh, lại thật sự rõ ràng lộ ra ở trong đầu của hắn, trăm dặm, ngàn dặm, đây là cổ ngu giới bản vẽ cấu trúc, đủ loại núi non chập trùng, nhưng chỉ có thể nhìn trộn đến cổ ngu giới kết cấu, a, à, nơi đó hẳn là cổ ngu trong giới hạng bộ không gian loạn lưu mang. Tại tầng trần trong cảm giác, mấy ngàn dặm bên ngoài, một vùng không gian loạn lưu mang lộ ra ở tầng trần trong đầu. Không gian loạn lưu mang là cổ ngu giới bên trong một cái mười phần nguy hiểm khu vực, bên trong là một vùng không gian loạn lưu hình thành dòng sông, liền xem như võ hoàng cường giả cũng không dám tùy tiện xâm nhập, sơ ý một chút, liền bắt giai hậu kỳ võ hoàng đều sẽ vẫn lạc tại bên trong, có thế tần trần lại lập tức đại hỷ, hắn nhớ kỹ kiếp trước cái chỗ kia, liền khoảng cách không gian loạn lưu mang cũng không phải rất xa. Chỉ cần tìm được không gian loạn lưu mang, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Tìm video được. đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.